Này đi khai trương nhà thuốc lần đầu tiên nữa đi khai trương nhà thuốc. Mở giờ này, mở giờ. Mở rồi. Dòng bên kia hả? Đây chứ. Trước mặt nè là tức là đối diện lốc U1 nằm ở S1. À đây hả? Đấy, ngay đây nè, à, kế bên. Luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi, làm chung. Chung. Còn đây là lốc M1 nè. Đâu? Rồi. Có khám chữa bệnh gì không? Có. Khám khám chữa bệnh luôn. mới thấy chạy vô luôn. Đâu ý hỏi thăm để luôn. Thường thường mấy tiệm có chứ không? Chưa hả? Dạ. À. Nhà thuốc đầu tiên của U7 nè. Có gì anh chỉ lên cái áp rồi anh xuống. Không có mấy thuốc cơ bản chứ, ví như phiên sủi nè, rồi miếng dán, rồi mấy cái cần thiết á, nhu phẩm cho phải nhất thiết là phải mua mấy thôi. Cái men vi sinh bán sao? Ừ, men vi sinh đâu đó cũng kiểu. Đó, mấy loại. Hiện tại xưa giờ mình xài loại nào chưa? Ý là mình đã dùng qua loại nào chưa? À, nhiều rồi mà không nhớ. Vậy em tư vấn nha. Ok, em có 100 loại hay nhiều? Chào lời. Nè có găm ghế tay nữa nè, máy này cần thiết nè, nhiều khi dùng trong đây đi xuống người ta mua chỗ gần như đi đâu ra ngoài mua con gái đúng không, nó tiện lợi là vậy. Bởi vì em chí bị huyết áp cao. Mũi chí đỡ bị cao huyết áp. Dạ, hiện tại thì cái này là của Pháp. Mình hỗ trợ cái này dài lâu thì vẫn ok, kiểu như là nó đi vô đường ruột của mình, nó hỗ trợ cái đường ruột giảm cái hiện tượng mà táo bón hoặc là tiêu chảy. Dạ, cái này là 2 tỷ lợi khuẩn, một ngày mình sử dụng tầm 2 ống. Kháng 1 ống, chưa 1 ống. Rồi, có loại nào 5 tỷ, 10 tỷ không? 4 tỷ là khổ, nhưng mà em chưa có nhận về á. Sẽ có hàng này phải có 2 loại, một cái là 2 tỷ, một cái là 4 tỷ. Nhưng mà nó giúp cho cái men... Nó vô đường ruột của mình, nó sẽ... đi vô cái đường ruột, nó sẽ giảm cái hiện tượng. Ví dụ như là mình hay bị táo bón nè, hoặc là tiêu chảy nè. Rồi uống... Nó sao cái đường ruột của mình đó. Mình uống trước khi ăn hay sao nè? Cái này thì uống cách đâu, kiểu như là lúc nào cũng được, trước bữa ăn cũng được, sau bữa ăn cũng được. Anh hỏi đúng là mấy câu chuẩn mà không đó, nó hơi thiệt anh càng ok nữa anh, tại vì kiểu như những cái lợi khuẩn này nó vô cái đường ruột của mình thì nó sẽ cân bằng cái đường ruột của mình đó, hỗ trợ mấy cái này ok lắm á. Em sợ nó tăng nồng độ bi lên bao xỉn. Ồ, có hút dây rượu luôn hả? Ê mà được à, chức năng gan hay là giải rượu? Đó là để bà chủ ra kìa. Tôi vẫn chở cho những miếng ngư tan tôi vẫn hay mà. Chê bà chủ hả? Chê bà chủ. Cái này là tại vì em hay nhậu á, hay uống bia đó, hay là tiếp tiệc đám cưới đám tiệc coi như sinh nhật này. Chàng kia. Chà em thấy. Sáng màu một. Vô là sáng uống lần mấy ống. Lại màu một đi. Chứ bao nhiêu gì rồi đến lại. Anh đang ép nè. Ừ. Đó là sáng với chiều. Là tối đa 2 ống không? Cái này là 3 ống. Còn cái này khi nào anh bắt đầu anh không đó anh đi nhậu á, để anh sẽ uống trước 30 phút tới 1 tiếng với em. Trước 30 phút 1 tiếng là cái nước này là thảo dược hay là gì? Dạ nó là thảo dược. Có mẫu ngoài không? Có mẫu ngoài. Cái này hợp là mấy vị viên nén, viên nén, viên nhậu. Này có bán lẻ không em? Dạ có, em bán lẻ. Hộp một hộp là mấy viên? Dạ cái này á là một hộp nó sẽ có là 6 viên. 6 viên. Dạ, mỗi lần uống bao nhiêu viên? Mỗi lần là anh uống nếu mà anh uống được mà không có anh uống là 3 viên. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xịt Tiền Dừa và Xịt Tiền En. Bye bye.